Video nào mình cũng nói nhiều tới mức mà mấy bạn lúc nào cũng tua qua cái khúc này, đó là về vấn đề like, share, subscribe và comment. Ok, nếu mà bạn thấy video này mà các bạn không lấy lại tầm hay những item không phù hợp thì hãy like, share, subscribe, bật cái chuông lên để không bỏ lỡ những item tiếp theo, những item có thể đẹp hơn hoặc phù hợp hơn hoặc dễ hơn á. Video này được tài trợ bởi RBX Plus, một cái nền tảng giúp các bạn vừa làm khảo sát mà vừa kiếm được Robux thông qua đây ha. Tại đây các bạn chỉ cần ghi ra tên Roblox của các bạn và bắt đầu thực hiện những bài khảo sát để bắt đầu kiếm Robux ha. Một điều chắc chắn là ở đây sẽ không bao giờ hỏi mật khẩu của bạn để đảm bảo vấn đề an ninh cho tài khoản của bạn tối đa. Trong thời gian rảnh mà các bạn không biết làm gì thì cứ lên đây làm những bài khảo sát xã hội và sau đó thì cứ lĩnh quà vậy ha. Truy cập vào đây bằng link ở comment và nhập cái code như trên màn hình để được hưởng Robux ha. Chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn lấy một số vật phẩm free UGC Limited ha. Rồi ok, đầu tiên chúng ta có cái quyền trượng con thỏ bằng vàng này. Rồi ok, tiếng mình sẽ hướng dẫn sao á, nó khá là giống cái startup Robux Loyalty. Rồi tiếp theo chúng ta có cái tai nghe này lấy khá là dễ nè. Rồi tiếng mình sẽ hướng dẫn sao luôn. Rồi ok, nhìn nó cũng đẹp, nó sẽ có 500 cái. Nói chung thì nếu kiếm được thì mình sẽ thay thế cái tai nghe hiện tại của mình luôn. Rồi ok, tiếp theo chúng ta có cái sừng này, hụt dạng gacha may mắn. Tiếp theo chúng ta có cái tóc nữ ha. Và chúng ta có thêm một cái tóc nên là cái tóc nam. Cả hai cái tóc này đều lấy trong những tựa game khác nhau. Rồi để lấy được cái trượng thì các bạn chỉ có thể lấy trong tựa game này. Và đơn nhị để lấy chính đó chính là cái đồng xu vàng ha. Và cái đồng xu vàng thì kiếm khá là dễ, nhưng mà có một cái vấn đề mà mình thấy có nhiều bạn gặp phải, đó chính là mấy bạn không treo được trong tựa game này. Tại vì để kiếm được cái đồng xu vàng này thì bạn phải chơi mini game với lại đăng nhập hàng ngày. Nhưng mà yên tâm, video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách farm đồng xu mà các bạn có thể vừa treo máy mà vừa farm luôn ha. Rồi đại khái là trong trò này mỗi cái mini game nó sẽ tính cái số tiền các bạn kiếm được bằng cách là tính thời gian ha. Cái thời gian các bạn ở trong mini game càng lâu thì các bạn sẽ càng được nhiều tiền. Vậy nên các bạn hãy trong lúc các bạn gớt xuống á, các bạn hãy cố gắng bấm nút nhảy, nhảy làm sao đó cho gớt ra khỏi cái đường đua ha. Và sau đó để đáp lên được một cái nóc nhà như thế này. Và tại đây các bạn có thể treo được đó. Càng lâu thì bạn sẽ càng được nhiều xu. Và khi mà bạn thấy treo đủ rồi thì bạn nhảy ra rồi bạn gớt xuống The Void ha. Và khi mà gớt xuống The Void thì mini game sẽ kết thúc. Rồi trong quá trình các bạn ở yên trên nóc nhà thì các bạn cứ bấm xài auto clip để đừng có để nó gian là ok. Rồi coi như là bạn làm được một đống tiền sau khi mà bạn treo xong luôn á. Rồi để lấy được cái tai nghe thì các bạn cần phải hoàn thành 3 nhiệm vụ theo thứ tự từ từ. Đầu tiên nhiệm vụ thứ nhất là treo 3 tiếng. Sau khi treo 3 tiếng xong thì bạn sẽ mở ra nhiệm vụ thứ hai là nhiệm vụ tìm 10 quả bom xung quanh map ha. Rồi nói chung thì sau khi mà bạn hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất thì 10 quả bom đó nó hiện ra. Và nó chỉ nằm đâu đó trong map này thôi và bạn phải kiếm bạn nhặt ha. Khi hoàn thành đủ 10 quả bom thì bạn sẽ hoàn thành nhiệm vụ thứ hai. Rồi sau khi hoàn thành nhiệm vụ thứ hai thì nhiệm vụ thứ ba của bạn đó chính là join group, là group admin á. Rồi sau khi join thì các bạn sẽ lấy được cái tai nghe. Yeah, vậy là xong rồi đó. Nói chung rất là đơn giản ha. Rồi tranh thủ vô lấy để hấp item lẻ lẻ ha. Nói chung trò này cũng vui nè. Có nhiều hoạt động thú vị giữa mấy người bạn nè. Đó giống như là có hai bạn với mình đang tập thể dục ha. Để lấy được cái tóc thì bạn vào tựa game này, một tựa game treo, một giây trong đây bạn sẽ được một điểm, lâu lâu hiện lên mấy cái bong bóng bạn bấm thì bạn sẽ được điểm. Rồi ok, rất là đơn giản. Vì vậy thôi. Nhưng mà trò này nó nguy hiểm ở chỗ là nó có tính năng steal. Chỉ với 99 Robux là người ta có thể steal sạch điểm của bạn ha. Nên tốt nhất thì cứ trốn cái chỗ nào đó khó thấy rồi sau đó treo. Nói chung thì mấy tầm trong đây giá cũng chưa bị lạm phát nhiều nên giá cũng rẻ ha. Nên tốt nhất thì cứ kiếm chỗ nào đó trốn. Để hạn chế mấy việc mà mấy thằng có Robux nó steal điểm của bạn thì bạn tiếc mấy bạn treo lại từ đầu ha. Rồi để lấy được cái tóc nam vàng thì bạn vào tựa game này. Rồi ok, một tựa game chiếm lộn, ok tựa game nó quá quen thuộc rồi. Rồi hạ gục một đối phương trong đây thì bạn sẽ được 500 điểm từ người đó ha. Nếu mà người đó có ít hơn 500 điểm thì coi như là bạn cướp trắng luôn. Ok, ngoài ra thì có chỗ để bạn AFK này, còn là cái AFK Rim. Ngoài ra thì bạn muốn đỏ đen thì bạn có thể là xây dòng xây ha. Rồi ngoài ra thì có quest để các bạn làm để bạn lấy thêm điểm. Rồi ok, sau khi lấy điểm thì bạn quay tầm ha. Rồi ở cái vùng thế giới thường này thì chủ yếu là có mấy cái boost ở ngoài kia với lại có mấy cái quả cầu thôi. Còn nếu mà bạn muốn treo máy thì cứ qua AFK Rim. Rồi ok, về đây thì cẩn thận mấy thằng nào có tiền nó mà cướp hết điểm của bạn thì bạn chỉ có thể ngồi khóc dưới comment thôi và mình cũng không thể làm gì thêm ngoài cách cướp bạn tiếp ha. Để lấy cái sừng thì bạn vào trò này một trò spin. Rồi có hai đơn vị may mắn và spin. Thực ra có đơn vị thứ ba nữa nhưng mà nó chưa hiện lên thôi á. Rồi đơn vị spin thì dùng để spin lấy item.
Mỗi item nó sẽ có một tỷ lệ khá là nhỏ mới trúng được, nhưng mà tỷ lệ này là vừa phải tạm chấp nhận được. Rồi ok, khi mà spin thì sẽ có tỷ lệ nhỏ là trúng một trong ba item hiện tại đang có mặt trong game ha. Và may mắn nó sẽ hỗ trợ giúp tăng cái tỷ lệ mà bạn trúng item đó lên. Rồi bạn có thể kiếm may mắn thông qua boost, zone drop, rồi có premium các kiểu. Rồi cứ spin spin vậy thôi. Rồi ngoài ra bạn có thể làm quest để kiếm thêm spin nữa nè. Rồi ok ha, nói chung cũng rất là nhiều quest để cho bạn làm. Rồi khi mà may mắn trúng item thì bạn sẽ vào đây, các bạn bấm vào phần UGC. Nếu mà bạn có item thì bạn có thể claim, ngược lại nếu bạn không có thì bạn không thể claim. Mỗi item chỉ có thể claim được một lần thôi ha. Nếu mà bạn claim nhiều quá thì nó sẽ không nhận được. Và những item mà kiểu bạn trúng mà bị trùng á thì các bạn có thể kiểu bán để lấy Robux ha. Và ngoài ra thì có khu vực các bạn có thể nhặt xu nè. Rồi tại đây thì bạn có thể nhặt xu để đổi lấy item ha. Ok, nó giống như cái trò chơi nhặt trái tim thôi. Ok, chúc bạn may mắn.